thì chia sẻ luôn với các bạn một cây mít. Cây mít tạo dáng rất đẹp và có một cái tay phóng này. Đây này. Đấy. Tay phóng gần nhất. Đây thân chính của nó đây. Gốc này thì vanh nó tầm độ khoảng chắc khoảng 5-60. Lắc đều. Trên nhánh bông tay ra là tương đối là hài hòa. Đây phần củ nữa. Cũng vuốt cả lên. Thì những cái cây ăn quả này mình nghĩ là các nhà vườn vừa chơi cây có dáng thế để nắm, vừa có cây ăn quả để sử dụng. Tuy nhiên là thời điểm này thì cây không có quả. Nhưng mà chúng ta nhìn đây này, là cây này đã từng ra quả rồi, bởi vì có những cái vệt nhánh đây này. Đấy, đấy là điểm có quả trước rồi đấy thôi. Thấy cái thân cuốn nó đẹp. Nhưng mà quan tâm đến mít thì không có lo nhé. Chia sẻ tiếp với những người anh em một cây khế với vanh gốc này thì tầm độ khoảng chắc tầm 70 các bạn. Cây cao tổng bóng lên đến nhật rưỡi nhật. Đây là sản phẩm khế đã được các nghệ nhân của Nam Định. Bóng dáng rất là đẹp và được shop Thạch Việt dinh về từ hôm nay thì tôi cũng lên đoạn hình gắn vào cùng với video tôi chia sẻ đến quý vị anh chị các bạn. Cây này nó có một cái hay là nó có một cái những cái đường gấp rất là khó chịu. Đường thân mà. Đấy đường thân này. Đường thân gấp đấy. Rất điệu đà. Đây là một cây khế của nhà ông bạn. Thì mình cũng lên luôn cái video này để chia sẻ đến anh em. Anh em nào mà quan tâm thì liên hệ trong đội nhóm của anh em chúng tôi sẽ phục vụ tận nơi. Đây, cây khế này thì được cái là cái bộ móng của nó rất là đẹp các bạn. Cái bộ móng đẹp lắm, trải dài. Mà vanh của cái thân chính gốc này này, vanh này nó tầm độ khoảng 80 các bạn. Đấy, tầm đấy. Mà phần thân này, thân này lắc rất đẹp này. Đấy, tay bông thì cũng mới làm sơ sơ thôi, chưa thầm đủ ngon được, nhưng mà xu hướng thì cây này nó có nhiều triển vọng bởi vì cái cốt của nó rất là đẹp rồi. Đây nha anh em nha, cây đã có tí quả đây này, không nhiều lắm nhưng mà cũng có được có quả để bán này. Một gốc khế nữa nhé, chia sẻ anh em nhé. Đây cây này đang rất nhiều quả anh em. Đây nha, quả thật này. Quả thật chứ không phải quả gắn nha anh em nhé. Chuẩn luôn đấy. Review với anh em cây này. Bây giờ cái thời điểm gần Tết này là cái thị trường mình đang rất là sôi động với cây ăn quả nhé anh em nhé. Cây ăn quả và cây hoa chơi gần Tết này. Cây này có cốt bẹ đẹp không? Quá phê luôn.
chia sẻ với anh em một số cái sản phẩm mà nhóm anh em chúng tôi đang cung cấp đến tất cả quý vị anh chị và các bạn. Khế chua, khế ngọt đều có nha anh em nhé. Đấy. Cái này, cái đường này bắt mắt chưa này. Đấy, nó bùi. Đấy, bùi lên. Còn cổ ngọn làm lắc cũng rất đẹp. Cái này chỉ tầm độ khoảng tuần nữa, tuần 2 tuần nữa là lộc nảy chín lên thì nhìn sẽ bắt mắt hơn. Những ưu điểm cây này là đang chữ quả các bạn nha. Cái đường kính của cái đoạn thân chính dưới này đây, mình đo gang cho các bạn xem. Đấy, thân chính này là lên đoạn này được 20 này, 40, 60, tổng bóng là vào khoảng 85-90. Đấy, cây đã lên chậu rồi, ngồi trên chạy trên chậu rồi, quá ổn. Chia sẻ tiếp anh em nhé, cây thế nữa. Đấy, cây này nó có dáng đẹp không, tôi lấy bóng từ xa để các bạn xem này. Như con cá sấu không ạ? Đấy, nhìn hay không? Như con cá sấu. Cái đoạn này nó sẽ vào khoảng 20, 40, 60. 60 không ạ? 60. Phần cổ lên này. Bông tàn là khá ấm rồi nhé. Bông tàn khá ấm. Quả chịu luôn. Đây này. Thực quả của nó đây anh em nhé. Đấy, thực quả này. Nó nặng quá phải treo. Đây. Thực quả luôn này. Đấy. Xù xì như con cá sấu. Có khi ông hôm nay ông không để ý đâu. Nhưng mà tôi lên hình này là tôi nhìn thấy nó đây này. Ông phóng từ xa này. Phần kia phần đuôi này đúng không? Đấy, đôi cá sấu đang ngẩng đầu lên này. Nó tặng bóng bóng răng giá như thế thôi nhìn vui mắt. Đây một cây khế nữa mà cắt đi, ông bạn tôi cũng mới cắt bông này. Đây chờ nảy nhá, đang là hết rồi, đang chờ nảy, đang chờ nảy. Còn không nhỉ, không nhỉ? À kia còn mấy cây nữa nhỉ? Cây khế mà quả rất sai, cành lá mới cắt, thế nhưng mà nó có những cái điểm chuyển thân rất hay các bạn. Đây liền đây là một cây đẳng bản trà, vanh này nó được khoảng 5-60, cây cao tầm nhất nhất nữa. Đấy, đẳng bản khách hàng anh em nhé. Một shot quay ngắn chia sẻ với các bạn về sản phẩm khế đang là một cái loại cây mà gần Tết này các bác muốn tìm để chơi rất là nhiều. Chúng tôi ghi màn hình chia sẻ với quý vị anh chị các bạn. Xin chào tất cả quý vị anh chị các bạn, hẹn gặp lại ở video kỳ sau nhé.